bắt kẻ cướp giật hơn 100 tờ vé số của người khuyết tật. Giả vờ hỏi mua vé số của một người khuyết tật, nam thiếu niên cướp giật hơn 100 tờ vé số rồi tẩu thoát. Ngày 28 tháng 3, tin từ Công an huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk cho biết đang tạm giữ hình sự Phi Phi, D.T, sinh năm 2006, ngụ xã Ia Tâu, huyện Krông Năng để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Trước đó, chiều ngày 27 tháng 3, lực lượng chức năng nhận được tin báo của anh LST, sinh năm 1995, ngụ xã Adia, huyện Krông Năng về một vụ cướp tài sản. Anh T, làm nghề bán vé số, là người khuyết tật, không có khả năng tự vệ. Theo anh T, vào chiều cùng ngày, anh đi bán vé số trên đoạn đường Nơ Trang Long, thị trấn Krông Năng, huyện Krông Năng thì bị một người hỏi mua vé số rồi cướp giật 119 tờ vé số xe tẩu thoát. Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã truy bắt đối tượng gây ra vụ cướp giật tài sản trên. Đến khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, Công an huyện Krông Năng đã bắt được đối tượng Phi Phi, D, khi đang lẩn trốn tại thôn Xuân Lộc, xã Phú Xuân, huyện Krông Năng.